cập nhật diễn biến nóng chiến sự Nga-Ukraine trưa ngày 25 tháng 10. Lực lượng tăng Leopard 2A4 của Đức phản công rượt lửa quân Nga ở Kharkov, vùng Donetsk. Tình báo Ukraine tiết lộ các đơn vị đầu tiên của quân đội Triều Tiên đã đến khu vực giao tranh. Quốc hội Hoa Kỳ yêu cầu quân đội Mỹ tấn công lính Triều Tiên tham chiến ở Ukraine. Bạo loạn trong quân đội Nga, chỉ huy bắn cả đơn vị. Phản ứng bất ngờ của ông Putin về lời đe dọa của ông Trump tấn công Moscow bằng tên lửa. Nga đăng video bom lượn 3 tấn tập kích tiểu đoàn UAV Ukraine. Tất cả sẽ có ngay sau đây. Lực lượng tăng Leopard 2A4 của Đức phản công rực lửa quân Nga ở Kharkov, vùng Donetsk. Kính thưa quý vị, xe tăng Leopard 2A4 đã được triển khai để bảo vệ thị trấn Kharkov ở vùng Donetsk. Lữ đoàn cơ giới độc lập số 33 đang tiến hành các hoạt động chiến đấu bằng những chiếc xe tăng này ở khu vực Kharkov. Đại diện lữ đoàn cho biết, gần đây quân xâm lược Nga đã cố gắng tiến về phía nam làng Maximilianivka bằng xe BTR-80. Họ đã bị máy bay không người lái trinh sát của Ukraine phát hiện. Người Nga đã phát hiện ra máy bay không người lái và cố gắng ẩn nấp gần xe bọc thép chở quân của họ. Cùng lúc đó, một xe tăng Leopard 2A4 của Đức được điều đến để chống lại quân đội Nga đã bắt đầu khai hỏa pháo vào họ. Quân đội Ukraine cho biết quân Nga đang theo dõi máy bay không người lái và lơ là sự hiện diện của xe tăng Leopard. Những người này tụ tập lại và cẩn thận quan sát bầu trời trong khi phi hành đoàn của tiểu đoàn xe tăng của chúng tôi đang theo dõi họ. Lữ đoàn cơ giới số 33 được thành lập ở miền Tây Ukraine, cụ thể là ở Oshkodrot. Lữ đoàn được thành lập vào năm 2016 với tư cách là một lữ đoàn có biên chế. Sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga năm 2022, nó đã được triển khai và chiến đấu ở khu vực Zaporizhia vào năm 2023. Xe tăng Leopard 2 của Đức đã phục vụ trong lữ đoàn kể từ năm 2023, binh lính tăng cường khả năng bảo vệ cho xe tăng bằng hệ thống phản ứng nổ Contact 1. Các thành phần trong Contact 1 ERA bảo vệ xe bọc thép chủ yếu khỏi các vũ khí chống tăng. Khi một đơn vị ERA bị xuyên thủng bởi một quả đạn định hình, hai thành phần bảo vệ bên trong thân của mỗi đơn vị sẽ phát nổ. Như đã đưa tin trước đó, lính dù Ukraine đã đẩy lùi được cuộc tấn công bằng xe bọc thép của Nga hướng tới thị trấn Kharkov ở vùng Donetsk. Tình báo Ukraine tiết lộ các đơn vị đầu tiên của quân đội Triều Tiên đã đến khu vực giao tranh. Các đơn vị đầu tiên của quân đội Bắc Triều Tiên đã đến khu vực giao tranh của cuộc chiến Nga-Ukraine. Điều này được Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine CUR thông báo. Theo các nhân viên tình báo, sự xuất hiện của quân đội Triều Tiên đã được ghi nhận vào hôm thứ Tư, ngày 23 tháng 10 năm 2024. Những người lính của Triều Tiên đã được nhìn thấy ở vùng Kursk của Liên bang Nga. Đồng thời, quá trình chuẩn bị quân đội Triều Tiên đang diễn ra tại 5 bãi tập ở vùng Viễn Đông của Nga. Để phối hợp các đơn vị, họ đã phân bổ vài tuần. Sau đó, Kremlin dự định đưa những người Triều Tiên ra chiến trường. Theo Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, số lượng quân đội Triều Tiên được chuyển sang Nga hiện có khoảng 12.000 người, trong đó có 500 sĩ quan, bao gồm 3 tướng lĩnh binh dưỡng. Tuyên bố cho biết, CUR cũng tiết lộ người được Điện Kremlin phân công chịu trách nhiệm huấn luyện và thích ứng quân đội Triều Tiên. Quá trình này được lãnh đạo bởi Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Yunus Bekirov. Tình báo cho biết, những người lính do binh dưỡng gửi đến được trang bị đạn dược, giường ngủ, quần áo và giày mùa đông cũng như giấy vệ sinh. Cụ thể, mỗi người lính Triều Tiên, Moscow, theo các tiêu chuẩn được thiết lập, sẽ phân bổ 50 mét giấy vệ sinh và 300 gram xà phòng hàng tháng. Điện Kremlin đang đặt nhiều hy vọng vào thành phần Triều Tiên trong cuộc chiến xâm lược Ukraine và cuộc đối đầu toàn cầu với phương Tây. Ngoài ra, theo ấn phẩm Financial Times, Putin muốn dựa vào binh lính Triều Tiên để chiếm lại phần lãnh thổ của vùng Kursk đang do Ukraine kiểm soát. Quốc hội Hoa Kỳ yêu cầu quân đội Mỹ tấn công lính Triều Tiên tham chiến ở Ukraine. Quốc hội Hoa Kỳ đã kêu gọi hành động quân sự trực tiếp nếu quân đội Bắc Triều Tiên tham gia vào cuộc chiến chống lại Ukraine. Tờ The Hill đưa tin về sự việc này. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mike Turner tuyên bố vào hôm thứ Tư rằng Hoa Kỳ nên cân nhắc thực hiện hành động quân sự trực tiếp nếu quân đội Bắc Triều Tiên tham chiến ở Ukraine.
Ông Turner tuyên bố, chính quyền Biden-Harris nên gửi một thông điệp rõ ràng rằng việc quân đội Bắc Triều Tiên tham gia vào cuộc chiến này là một ranh giới đỏ đối với Hoa Kỳ. Ông nói thêm rằng, nếu quân đội Bắc Triều Tiên xâm lược lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine, Hoa Kỳ nên nghiêm túc xem xét việc thực hiện hành động quân sự trực tiếp chống lại quân đội Bắc Triều Tiên. Trong tuyên bố của mình, Mike Turner đã đề xuất cho phép sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ tấn công vào lãnh thổ Nga để đáp trả sự tham gia của quân đội Triều Tiên. Turner tuyên bố, tôi từ lâu đã thách thức lập trường thiếu khôn ngoan của chính quyền Biden-Harris về việc hạn chế Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ chống lại các mục tiêu ở Nga. Nếu lực lượng Triều Tiên tấn công Ukraine từ lãnh thổ Nga, Ukraine nên được phép sử dụng vũ khí của Mỹ để trả đũa. Trước đó, Tòa Bạch Ốc tuyên bố, theo ước tính của Washington, có ít nhất 3.000 binh lính Triều Tiên đang được huấn luyện tại các căn cứ quân sự của Nga. Cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc John Kirby tiết lộ, chúng tôi vẫn chưa biết liệu những người lính này có tham gia chiến đấu với quân đội Nga hay không, nhưng đây chắc chắn là điều đáng lo ngại. Khi được hỏi tại sao Hoa Kỳ không cấp phép cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa, Kirby cho biết vẫn chưa biết liệu quân đội Triều Tiên có được triển khai hay không và còn quá sớm để nói rằng họ sẽ tác động như thế nào đến chiến trường. Ông giải thích, chúng tôi không biết họ sẽ làm gì, chúng tôi không biết họ có tham gia hay không, chúng tôi không biết họ có thể có lực lượng nào. Đồng thời nói thêm rằng Hoa Kỳ sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình và tiếp tục tăng cường hỗ trợ an ninh cho Kiev. Trước đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo Ukraine Kirill Budanov tuyên bố rằng những người lính Triều Tiên đầu tiên có thể sẽ đến tỉnh Kursk trong những ngày tới. Tướng Budanov nói với The Guardian, chúng tôi dự kiến những đơn vị đầu tiên sẽ có mặt vào ngày mai, 23 tháng 10 năm 2024, theo hướng Kursk. Bạo loạn trong quân đội Nga, chỉ huy bắn cả đơn vị. Nhà tuyên truyền quân sự Nga Maxim Kalashnikov đưa tin rằng một công nhân người Nga đã ghi lại đơn khiếu nại chống lại chỉ huy của họ và cuối cùng đã bị chính chỉ huy của họ bắn. Blogger quân sự Nga đã đăng một tin nhắn, trong đó ông ta đã báo cáo chi tiết về những gì xảy ra ở mặt trận. Vào ngày 21 tháng 10, có thông tin cho biết đơn vị tấn công của trung đoàn xa tăng số 19 của lực lượng vũ trang Nga đã bố trí phòng thủ vành đai và ghi lại một đoạn video. Trong đó, họ cáo buộc chỉ huy của mình có ý định tiêu diệt toàn bộ nhóm chiến đấu. Theo họ, việc hành quyết đã trở nên phổ biến trong quân đội Nga, đó là cách họ đối phó với những người từ chối tham gia cuộc xâm lược của Putin. Trước đó, Đài LWA đưa tin quân đội Nga bắt đầu thiếu nhân lực nghiêm trọng và giờ đây họ phải cử các binh lính của lực lượng tên lửa chiến lược tới tấn công. Phản ứng bất ngờ của ông Putin về lời đe dọa của ông Trump tấn công Moscow bằng tên lửa. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phản hồi tuyên bố của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông đã đe dọa tấn công Moscow, nói rằng ông không nhớ về cuộc trò chuyện như vậy. Ông Putin nói thêm rằng những bình luận như vậy là lời bàn tán bình thường về chiến dịch tranh cử ở Mỹ. Ông đưa ra nhận xét của mình tại cuộc họp báo sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan vào ngày 24 tháng 10. Khi được hỏi liệu những tuyên bố của ông Trump trong một cuộc phỏng vấn gần đây có đúng không? Tổng thống Putin trả lời rằng ý tưởng cố gắng đe dọa Nga là phản tác dụng. Tổng thống Nga nói, tôi không nhớ có cuộc trò chuyện nào như vậy với ông Trump. Chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ hiện đang ở giai đoạn căng thẳng. Tôi khuyên bạn không nên quá coi trọng tuyên bố của bất kỳ ai. Đề cập đến mối đe dọa, được cho là có nguyên tắc, ông Putin cho biết việc đe dọa Nga là vô nghĩa vì điều này chỉ khiến chúng ta trở nên táo bạo hơn. Đầu tuần này, trong một cuộc họp với các biên tập viên của tờ Wall Street Journal, ông Trump đã kể lại một cuộc trò chuyện mà ông được cho là đã có với ông Putin vào thời điểm nào đó trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Theo ông Trump, ông đã nói với Putin rằng nếu Nga theo đuổi Ukraine, Mỹ sẽ đánh rất mạnh và ngay giữa Moscow. Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng cuộc chiến Nga-Ukraine hiện nay sẽ không xảy ra nếu ông tiếp tục tại vị sau năm 2020 và rằng ông sẽ tìm cách chấm dứt nó chỉ trong vòng vài ngày sau khi tái đắc cử. Nga đăng video bom lượng 3 tấn tập kích tiểu đoàn UAV Ukraine. Nga công bố video bom lượng dẫn đường FAB-3000 UMBK tấn công mục tiêu nghi là điểm tập kết của tiểu đoàn UAV Ukraine tại tỉnh Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm nay, đơn vị máy bay không người lái UAV trinh sát thuộc
thuộc cánh quân Nam đã phát hiện vị trí đóng quân của đơn vị UAV Ukraine tại thành phố Kurakovo thuộc tỉnh Donetsk. Đòn tấn công chính xác bằng bom FAB-3000 được tiến hành ngay sau đó. Trong video được công bố cùng ngày, UAV Nga theo dõi khu vực từ khoảng cách khá xa trước khi vụ nổ lớn bùng lên và tạo ra cột khói lớn bao trùm mục tiêu. Phi cơ Nga sau đó tiếp cận địa điểm bị tập kích, ghi nhận đám cháy dữ dội đang xảy ra. Bộ Quốc phòng Nga cho hay đòn đánh khiến 50 binh sĩ vận hành UAV và sĩ quan huấn luyện thiệt mạng, 7 phương tiện chiến đấu của đối phương cũng bị phá hủy. Kênh truyền hình quốc phòng Nga Sveta sau đó cho hay vị trí bị tập kích là điểm đóng quân của tiểu đoàn UAV xung kích độc lập số 414 Tahi Madiara, đơn vị vận hành thiết bị bay không người lái tinh nhuệ của quân đội Ukraine. Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin. Thành phố Kurakovo hiện là một trong những mặt trận nóng nhất tại tỉnh Donetsk với vai trò là chốt chặn phía nam thành phố chiến lược Bobrus do Ukraine kiểm soát. Quân đội Nga tuần trước đã giành được làng Masimialinovka, cửa ngõ phía đông Kurakovo và đang dần kiểm soát những khu vực ở ngoài ô thành phố. Chủ tịch Hội đồng Quân dự bị của lục quân Ukraine Ivan Timoko cho biết mục tiêu của Nga là đánh bật lực lượng Ukraine khỏi Kurakovo, củng cố các mũi tấn công nhằm vào Bobrus. Ông nói nếu không làm được điều này, họ sẽ bị hở sườn và có thể hứng đòn đánh nghiêm trọng từ bên hông. Nga đã lắp mô đun dẫn đường và cánh nâng hợp nhất UMBK cho nhiều loại bom thông thường FAB có khối lượng từ 250 đến 3.000 kg, biến chúng thành bom lượng dẫn đường có tầm bay 50 đến 70 km và độ chính xác cao hơn nhiều so với nguyên bản. Điều này cho phép chiến đấu cơ Nga cắt bom từ ngoài tầm bắn của phần lớn hệ thống phòng không Ukraine. Giới chuyên gia đánh giá bom UMBK giúp không quân chiến thuật của Nga tác chiến hiệu quả hơn, thay vì vai trò rất hạn chế trong giai đoạn đầu cuộc xâm lược. Đây cũng là một trong những vũ khí mà không quân Ukraine từng thừa nhận là không thể đánh chặn. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.